Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9, nhận được tin báo của chính quyền địa phương, phát hiện một tàu kéo mang số hiệu TD14 thuộc công ty cổ phần Việt Thuận bị chìm do bão số 3 tại khu vực Đông Bắc hang Đầu Gỗ. Lực lượng tìm kiếm phát hiện hai thi thể bị mắc kẹt trong tàu. Do điều kiện đêm tối, mưa to, sóng lớn, con tàu bị lật úp rất khó khăn cho việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi tàu. Song, với tinh thần quyết tâm, đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể ra khỏi tàu TD14. Tàu 285 của Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân đã cơ động ra tiếp nhận và đưa hai thi thể về cảng quốc tế Tuần Châu, bàn giao cho địa phương vào sáng nay ngày 11 tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại, vùng 1 Hải quân cùng các lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện, vớt và bàn giao 4 thi thể cho người dân trôi dạt trên biển, khu vực Vịnh Hạ Long. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được tiếp tục duy trì.